xin phép vào trạch pháp. Hôm trước là chúng ta trạch bài 31, nhãn thức và tâm thức. Có ai làm bài tập không? Ai làm bài tập thì gửi qua trang nhá. Thế rồi thì ai viết được thì gửi qua đây, xem có phải là nhãn thức và nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức nó đi trước rồi tâm thức đi sau hay không nhá. Tức là chúng ta học lời Phật dạy là để làm gì? Để thực hành xem cái lời đó là đúng hay không nhá. Đúng thì chúng ta đã được lợi ích, để được lòng tin, được tín tâm, được sự giải thoát nhá. Chúng ta học lời Phật dạy là chúng ta phải thực hành, quan sát tư duy xem có đúng hay không. Yến xin đọc kinh văn. Hành tướng của xúc, Đức vua Minanda hỏi tiếp: còn xúc tâm sở thì thế nào? Khi nhãn thức sanh khởi thì xúc tâm sở có cùng sanh khởi chăng? Thì chỗ này Yến xin giải thích ạ. Tâm sở tức là cái tâm của mình trong hiện tại nhé, tức là trong hiện tại. Thế thì nói được rằng là nhãn thức sanh khởi thì xúc tâm sở có cùng sanh khởi chăng? Tức là khi cái nhãn thức của mình khởi lên thì cái tâm của mình khởi theo sau, và cái sự sở hữu về cái phân biệt của tâm ấy nó có sinh ra hay không? Tức là Yến nhìn thấy một người này cái, nhìn thấy một cái thì thấy cái người này rồi thì yêu ghét nổi lên, thì cái lắm vững cái yêu ghét đấy có lắm luôn đấy không? Đấy nhá, cái tâm sở đấy có sinh tính sở là sở hữu đấy đại chúng. Tâm sở là trong hiện tại và sở hữu luôn cái tâm đó. Đấy, tức là cái sự sở hữu về cái tâm đó có cùng sanh khởi với cái xúc tâm sở này không? Đấy nhá. Ví dụ như là Yến nhìn thấy một bạn quý luôn. Thế đấy là tâm sở nhá, là cái quý đấy gọi tâm sở. Thế thì mình có sở hữu cái quý luôn không? Đấy nhá đại chúng, rõ chưa? Rõ câu hỏi của ngài chưa? Vua Minanda trả lời: cũng cùng sanh khởi. Khi nhãn thức sanh, không phải chỉ có xúc tâm sở cùng sanh, mà những tâm sở khác cũng biến hành sanh khởi. Thọ tưởng tư nhất tâm, như Bần Tăng đã trình bày cho đại vương nghe rồi. Thọ tức là cái sự cảm thọ của mình đấy, tưởng tức là tư tưởng đấy. Đấy, cái tưởng ấy nó lên đấy. Thế và cái sự nhất tâm tức là cái sự mà mình yêu ghét là mình phát hiện ra ngay thì mình chú tâm vào đấy đấy ạ. Vua này nói: đúng vậy, trẫm có nghe rồi nhưng chưa lắm vững lắm. Đại đức hãy giảng cho trẫm nghe về hành tướng của xúc ấy là thế nào. Na Tiên đáp: xúc là đụng chạm, chạm nhau, giao nhau. Đại đức cho ví dụ. Đức vua hỏi, Na Tiên trả lời: như hai con dê đấu đầu, hai cái sừng của chúng đụng nhau. Cái sừng của con này là nhãn căn, sừng của con kia là sắc trần. Và chỗ hai cái sừng của chúng chạm nhau chính là xúc. Ví như hai bàn tay vỗ vào nhau, chỗ mà hai bàn tay chạm vào nhau là xúc. Ví như cái nồi mới chồng lên cái nồi cũ, chỗ tiếp giáp hai cái nồi là xúc. Đây chúng, chỗ này thì hiểu rồi nhé, thầy đã giảng rồi. Chỗ này là chỗ tiếp xúc giữa tay Yến và cái mi cà rô, đây là xúc. Đấy, tay nắm lấy cái mi cà rô tức là cái phần này nó tiếp xúc với gì? Cái phần này của mi cà rô. Thầy chúng rõ chưa? Xúc tức là sự xúc chạm đấy mà. Đây Yến nói ví dụ là như thế này là Yến xúc chạm vào, thì cái chỗ này là xúc này. Cái chỗ mà tay Yến sờ vào vai chị Thanh thì gọi là xúc. Thầy chúng rõ chưa? Đấy, là đụng chạm, là chạm nhau, là giao nhau. Đấy, tóm lại, con mắt giao tiếp với sắc thì có nhãn xúc. Nhãn ở đây đáng nhẽ chúng ta là nhãn căn. Thế nhớ nhãn căn thì chúng ta gọi là cái mắt. Thầy chúng hiểu không? Đấy là căn mắt. Nhĩ căn thì chúng ta gọi là căn tai. Nhớ thế đây thì lại gọi là khi mà hai cái con mắt giao tiếp với sắc thì có nhãn xúc. Tức là bây giờ chúng ta nói đến cái nhãn xúc đấy, tức là cảm giác nhận biết đấy. Thầy chúng hiểu không? Tức là hai cái chạm vào nhau thì có nhãn xúc khởi lên. Đấy nhá.
Đấy, khi tai mình tiếp xúc với âm thanh thì có nhĩ xúc khởi lên. Đây là phân biệt vào xúc nhé. Nhãn xúc, nhĩ xúc. Thầy chúng rõ chưa? Căn tiếp xúc với trần thì nó thành là xúc. Căn thân này, tiếp xúc với căn thân thì ra gì? Ra xúc đây này, cái sự xúc chạm đây này. Đấy chúng nhé, mắt nhìn vào hoa thì ra nhãn gì? Nhãn xúc. Đấy nhá. Lỗ tai tiếp với âm thanh thì ra nhĩ xúc, tức là hai cái, tức là ở đây nói về sự xúc chạm. Đấy ạ. Cái mũi giao tiếp với mùi hương thì có tỷ xúc. Cái lưỡi giao tiếp với vị thì có thiệt xúc. Cái thân giao tiếp với vật chơm nhám thì có thân xúc. Cái ý giao tiếp với pháp thì có ý xúc. Xúc là cái giao tiếp, là cái gạch nối, là cái va chạm, cái đụng nhau giữa căn và trần. Tâu Đại Vương, Đức Vua trả lời hay lắm, thật rõ ràng. Cái chỗ này để chúng ta nhận diện thôi, chúng ta có nhận diện được không? Khi chúng ta nghe thì chúng ta bảo gì? Đây là nhĩ xúc, tức là tai tiếp xúc với âm gì? Âm thanh nhá. Chúng ta hiểu về danh từ mà, phân biệt để gọi cho nó đúng. Thế còn thân chúng ta mà tiếp xúc với đâu thì chúng ta gọi là thân xúc nhá. Cái cảm thọ đó thì chúng ta biết đó là thân xúc. Đấy là chúng ta có cái sự xúc chạm, tại vì đụng chạm thì có xúc. Thế đại chúng hiểu chỗ này chưa? Thế thôi, bài này chỉ ngắn như vậy thôi nhá. Nhưng còn cái phần nữa đó là phần nhãn thức sanh khởi thì xúc tâm sở và có cùng sanh khởi chăng? Tức là xúc tâm sở, tức là cái tâm nó phân biệt được đấy đại chúng ạ. Thế nhãn nhìn thấy cái thì cái xúc tâm sở, tức là mình nhìn thấy vật cái thì là mình gọi là tiếp xúc ngay, thì nó đồng sanh ngay. Đại chúng thấy đúng không? Ví dụ như này, để biết được là tay yến chạm vào bàn là phải qua cái gì đây? Tâm. Đúng không? Để biết được mình chạm vào bàn thì phải là do cái tâm chứ. Thế là thân xúc này là cái tâm nó phát hiện ra cái xúc này ngay. Thế cho nên là tâm xúc này nó sinh ra ngay. Đại chúng thấy đúng không? Đây này, tâm sở, xúc tâm sở có cùng sanh khởi chăng? Đấy, thì Ngài Na Tiên, Ngài mới giải thích thế nào là xúc. Xúc như thế và mình biết được cái xúc đấy thì là xúc tâm sở. Thế là nó đồng sanh luôn ra nhé. Nó sanh liền, mắt nhìn thấy sắc, cái tâm nó mới biết là nó nhìn thấy sắc. Đúng không? Để cho mắt đối với sắc, nhìn thấy sắc thì cái tâm nó phải biết, gọi là xúc tâm nhá. Xúc tâm nó biết được ngay. Thế này chúng rõ cái chỗ xúc tâm chưa? Rõ chưa ạ? Nhá. Đây là xúc về thân này, nhưng biết là xúc về thân thì phải là xúc về tâm nó biết. Đây là âm thanh nghe vào tai mình thì gọi là nhĩ xúc, nhưng để biết đây là nhĩ thúc thì do gì? Tâm xúc nó biết. Tức là tâm xúc thì nó biết được hết tất cả. Chúng ta có tâm xúc, chúng ta mới biết được là có nhãn xúc, mới biết được có nhĩ xúc, đúng không? Mới biết được có ý xúc và mới biết được có thân xúc, có tất cả. Đại chúng rõ chưa? Cái này là khái niệm thôi ạ. Yến xin trạch thêm một bài nữa. Hành tướng của xúc, hành tướng của thọ. Bài thứ 33. Thế thọ tâm sở có hành tướng thế nào? Ra sao để dễ nhận biết, thưa Đại Đức? Na Tiên đáp, khi nào có khổ lạc xả thì đấy được gọi là thọ tâm sở. Tâu Đại Vương, vua nói, xin cho nghe ví dụ. Na Tiên đáp, ví như Đại Vương thuở mới lập quốc đã ban thưởng trọng hậu cho các bậc công thần, tức là những người đã từng xông pha trận mạc, lập được nhiều chiến công hiển hách cho Đại Vương. Vị công thần ấy sau khi được Đại Vương ban cho chức vị phẩm hàm bổng lộc, nên y đã sống một đời vinh hoa phú quý. Sống đời vinh hoa phú quý, được cảm thọ rất nhiều lạc thú về ngũ dục. Chính là thọ đấy, Tâu Đại Vương. Lại nữa, ví như có người thủa bình sinh ưa làm việc lành, tích lũy điều lành, biết giữ giới, biết bố thí,
sau khi thân hoại mạng chung, được sanh lên cõi trời, cảm thọ năm loại dục lạc, đó là thiên sắc, thiên thanh, thiên hương. Cảm thọ năm loại thiên lạc ấy là thọ đấy, Tâu Đại Vương. Đức Vua đáp: cảm ơn Đại Đức. Kính thưa đại chúng, chỗ này là Ngài Na Tiên có trả lời cho Đức Vua Minanda về thọ, tức là chúng ta nhận về sự cảm thọ ngũ dục thế nào. Thọ là những gì chúng ta được hưởng nhé. Chúng ta được hưởng về năm loại ngũ dục là sống vinh hoa phú quý, tức là nói về tài đấy, đúng không? Đấy, được cảm thọ rất nhiều lạc thú về ngũ dục là tài sắc danh thực thùy. Đấy, những cái đó là thuộc về thọ đấy nhé. Trong thọ thì có thọ khổ, thọ lạc, thọ xả, thì đấy gọi là thọ tâm sở. Thầy chúng rõ chưa? Đây chỉ là lý thuyết thôi. Khi nào mà người ta hỏi thế nào là thọ tâm sở nhé, thì mình trả lời rằng đó là những cái sở hữu của mình về ngũ dục. Thầy chúng rõ chưa? Đấy, để mình trả lời như thế cho dễ phù hợp với mình. Còn về thế nào là để cho mình về có cái khổ, thì mình thọ cái khổ này, trong ngũ dục mình cũng thọ cái khổ, đúng không? Thọ cái khổ và thọ cái xả, tức là mình xả đi cái phần trong các cái ngũ dục đó. Đấy, chúng rõ chưa? Ví dụ tài sản mình xả đi, mình bố thí đi, thì mình cũng cảm thọ được cái phần mình xả đó nhé. Thế thì cái phần này là hành tướng của thọ, thì Yến xin dừng ở đây. Hay chúng ta về nhà lên nghe lại thêm những bài giảng của Thầy nhé. Đã được ở trong các đài rồi đấy. Thế thì chúng ta nghe, còn ở đây chúng ta chỉ là sách tấn nhau thêm thôi. Thế và có cái gì không hiểu trong các bài này thì đạo hữu chúng ta phải đọc, thì đến lúc bấy giờ mới hỏi được nhé.